Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 5. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông tin mới về kiểm soát Covid-19, tập trung đủ 14 ngày, có 2 xét nghiệm âm tính, tạm thời vẫn chưa cho rời khu cách ly. Ráo riết truy vết người tiếp xúc với nữ nhân viên khu vực massage dương tính lần 1 ở Đà Nẵng. Campuchia có thể tiếp tục lập kỷ lục u ám với số ca Covid-19 tăng sốc. Nhóm thanh niên mang mã tấu dao rửa hỗn chiến với nhóm có súng. Sập cầu vượt metro thủ đô Mexico, rất nhiều người chết và bị thương. Tâm điểm thu hút về đôi vợ chồng Bill Gates, đường ai nấy đi, nhiều người sốc. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 4 tháng 5. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Thông tin cập nhật về ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tính đến 15 giờ ngày 4 tháng 5, đã có nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19. Danh sách cụ thể gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Nam, Hưng Yên. Thông tin chi tiết về danh sách này mời xem trên Tuổi Trẻ Online, đồng thời sẽ tiếp tục cập nhật về danh sách các địa phương cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19. Một cập nhật cũng thu hút nhiều chú ý liên quan đến một chủ tài khoản đã đăng thông tin truy tìm người phụ nữ dâm ô nam sinh ở Thủ Đức. Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã nắm được vụ việc một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng thông tin truy tìm người phụ nữ dâm ô nam sinh ở Thủ Đức. Tuy nhiên, sau khi xác minh, công an phường Hiệp Bình Chánh khẳng định không có trường hợp này và không có vụ việc xảy ra trên địa bàn của phường. Hiện công an phường Hiệp Bình Chánh đã trao đổi với lực lượng an ninh mạng để xác minh truy xét chủ tài khoản trên để làm rõ. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có tài khoản cá nhân tên QTTH đăng thông tin với nội dung tìm một người phụ nữ tên H, 35 tuổi, tạm trú phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức về việc người này có hành vi dụ dỗ và hiếp dâm đối với một nam sinh 14 tuổi tại nhà riêng và đang bỏ trốn. Hôm nay người dân cần chú ý thông tin khẩn của Bộ Y tế yêu cầu tạm thời chưa cho rời khỏi khu cách ly với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có 2 xét nghiệm âm tính. Yêu cầu này xuất phát từ thực tế do liên tiếp có một số trường hợp lây nhiễm Covid-19 sau khi đã hoàn thành cách ly. Trước đây, điều kiện hoàn thành cách ly tập trung là cách ly tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính. Tuy nhiên, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung, cả của quân đội, dân sự quản lý, đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly tập trung. Lý do là thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2, làm lây lan dịch. Cụ thể là ca bệnh 2899 cách ly ở Đà Nẵng, 2 người Trung Quốc cách ly ở Yên Bái. Bộ Y tế cho biết thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 4 tháng 5. Các tỉnh thành thực hiện cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19. Trước đó, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, đã ghi nhận 35 ca mắc Covid-19, lây từ 3 người đã hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng và Yên Bái. Thành phố Đà Nẵng đã phát hiện một nữ nhân viên làm trong khu vực massage khách sạn Phú An dương tính lần 1 với Covid-19. Các ngành chức năng đang ráo riết truy vết những người tiếp xúc với nữ nhân viên này. Thông tin ban đầu cho biết, nữ nhân viên này tên là DTNH, làm trong khu vực massage tại khách sạn Phú An, đường 2 tháng 9, quận Hải Châu. H cùng với 17 người khác đang bị cách ly tập trung tại khách sạn Phú An từ chiều ngày 3 tháng 5 theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả xét nghiệm sáng ngày 4 tháng 5 cho thấy nữ nhân viên H có kết quả dương tính lần 1 với Covid-19. Sau khi có kết quả này, lực lượng y tế đã đưa H đến bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi, điều trị. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, trong số 18 người bị cách ly tại chỗ ở khách sạn Phú An, có 12 người làm việc ở khu vực massage tại khách sạn này. Trước đó, như đã thông tin, sáng 4 tháng 5, Bộ Y tế đã công bố ca mắc mới trong cộng đồng ở Đà Nẵng là bệnh nhân tên NGTNG, nam, 23 tuổi, quê Hội An, tỉnh Quảng Nam, là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn Phú An, đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Một thông tin đáng chú ý về giải trình tự gen chủng virus gây Covid-19 tại các vùng dịch mới ở Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Kết quả cho thấy bệnh nhân Vĩnh Phúc mắc chủng biến thể Ấn Độ, tương tự các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh hôm 18 tháng 4. Khu vực còn lại mắc chủng Anh. Chủng virus biến thể Ấn Độ được cho là có biến thể kép, vừa có đặc tính của chủng xuất phát từ Anh là lây lan nhanh hơn, vừa có dấu hiệu của chủng biến thể Nam Phi là làm giảm hiệu quả của vaccine.
Trước đó, hôm 18 tháng 4, có đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh và cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 ở Yên Bái. 4 chuyên gia trong đoàn và một lễ tân khách sạn Như Nguyệt 2 có kết quả dương tính COVID-19. Tại Hà Nam, khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tại tỉnh Hà Nam, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch. Ngoài ra, Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 37 trường hợp với tổng số tiền 70 triệu đồng. Hôm nay, hình ảnh về cặp vợ chồng thương binh làm nhiều người cảm động khi trả lại hơn 21,4 cây vàng cho người đánh rơi. Công an thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết đã hoàn tất thủ tục trao trả số vàng này. Trước đó, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết và chị Nguyễn Thị Hoa trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm trong lúc mang 21,4 cây vàng, tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng đi trả nợ, đã bất cẩn đánh rơi. Sau đó, công an thị trấn Tân Thanh nhận được trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích và bà Phạm Thị Dung trú cùng thị trấn nhặt được số vàng trên. Ngay sau đó, vợ chồng ông Bích, bà Dung đã mang đầy đủ số vàng đến giao nộp cho cơ quan công an. Tình hình COVID-19 ở một số quốc gia cũng tiếp tục căng thẳng, trong đó Campuchia có thể tiếp tục lập kỷ lục u ám với số ca COVID-19 tăng sốc. Chính quyền thủ đô Phnom Penh thông báo tiếp tục hệ thống phân vùng kiểm soát dịch với 3 màu. Campuchia vừa ghi nhận thêm 841 ca COVID-19 mới trong ngày 3 tháng 5. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của báo Khmer Times, nhiều khả năng quốc gia Đông Nam Á này sẽ công bố hơn 900 ca mắc mới trong chiều nay ngày 4 tháng 5. Và nếu đúng, đó sẽ là mức tăng theo ngày lớn nhất từ đầu dịch. Nguồn tin của báo Khmer Times cho biết, trong số các ca mắc mới trong 24 giờ sắp công bố, thủ đô Phnom Penh vẫn là nơi có nhiều ca nhất, dự kiến hơn 600 ca trong và ngoài các vùng đỏ. Cho tới nay, Campuchia có tổng cộng 15.361 ca COVID-19, trong đó có 106 trường hợp qua đời vì căn bệnh này. Một đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đến Lào hỗ trợ chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các chuyên gia từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Pasteur, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp lên đường sang Lào vào ngày 4 tháng 5. Đoàn do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì. Trước đó, ngày 2 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào có thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Việt Nam gửi chuyên gia hỗ trợ Lào chống dịch. Cùng với Thái Lan và Campuchia, Lào đang phải đối diện với dịch COVID-19 khá phức tạp với 112 ca mắc mới trong một ngày. Tính đến ngày 2 tháng 5, tổng số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào đến nay là 56 trường hợp. Còn tại Ấn Độ, tình hình tiếp tục căng thẳng. Nhiều người đau xé lòng với hình ảnh một thanh niên van xin cảnh sát không lấy đi bình oxy đang điều trị COVID-19 cho người mẹ. Hình ảnh này cũng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng ở Ấn Độ. Deepak Lavadia, phóng viên Times of India, người đã quay và chia sẻ video thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem, cáo buộc cảnh sát đã lấy bình oxy để đưa cho một người cực kỳ quan trọng. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Uttar Pradesh hôm 30 tháng 4 tuyên bố điều tra vụ việc và cam kết trừng phạt nghiêm khắc với cảnh sát phạm tội. Quốc gia Nam Á này hiện vẫn đang phải vật lộn trước làn sóng lây nhiễm COVID-19 khốc liệt. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác. Liên quan đến ông chủ biệt thự ở thành phố Vinh, Nghệ An đã bắn chết hai người tại nhà riêng do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Trọng Phú, 59 tuổi, ngụ xóm 7, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, để điều tra về hành vi giết người. Hiện cơ quan điều tra đang giám định khẩu súng Phú sử dụng để khởi tố bổ sung về hành vi tàn trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4, ba người gồm Ngô Quang Hưng, 41 tuổi, ngụ phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Đặng Ngọc Anh, 64 tuổi, quê phường Quang Trung, thành phố Vinh, cùng một người đàn ông khác đi xe Jeep tìm đến nhà Phú để nói chuyện do có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn. Khi nhóm người này gọi ra ngoài, Phú mang súng ra bắn làm Hưng và Anh cục chết tại chỗ, một người chạy thoát. Sau khi gây án, Phú ôm súng cố thủ trong nhà. Đến hơn 14 giờ chiều ngày 30 tháng 4, Phú ra đầu thú và giao nộp khẩu súng. Tại Quảng Ngãi, trưa 4 tháng 5, lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa cho biết đang phối hợp với các lực lượng truy tìm nhóm thanh niên mang súng, mã tấu, dao, rựa truy sát nhau.
Trước đó, tại ngã tư Suối Mơ, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Trong đó, một nhóm gồm nhiều người mang theo dao, mã tấu, rựa. Nhóm còn lại gồm có hai thanh niên đi xe máy mang theo súng. Người dân ở khu vực cho biết, dù vụ việc xảy ra cạnh Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thuận, nhưng vào ban đêm nên không có lực lượng chức năng trấn áp. Khi nghe súng nổ, ai cũng sợ hãi. Liên quan đến thầy giáo tát đá học sinh trên lớp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã chấm dứt hợp đồng lao động với thầy giáo này. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, một video ghi lại cảnh thầy Khúc Xuân Hắc, chủ nhiệm lớp 10A3 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã có những lời nói và hành động không đúng chuẩn mực nhà giáo như tát đá vào một số học sinh trong giờ sinh hoạt lớp ngày 29 tháng 4 vừa qua. Ngay sau đó, trường đã triệu tập cuộc họp khẩn để kỷ luật giáo viên trên. Một tai nạn thương tâm xảy ra vào rạng sáng ngày 4 tháng 5 trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khi chiếc xe cấp cứu chở người mẹ qua đời về Hậu Giang mai táng đã bị lật. Người con trai đi cùng xe cũng nguy kịch sau tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương biến dạng phần đầu, dầu nhớt chảy tràn ra đường, phương tiện nằm chắn ngang đường. Đến 2 giờ sáng, chiếc xe cứu thương gặp nạn được xe cẩu di dời. Còn tại Đồng Nai, chiều ngày 4 tháng 5, đại diện công an huyện Xuân Lộc xác nhận vừa xảy ra vụ đuối nước khiến nam thanh niên 17 tuổi tử vong. Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 4. Khi đó, em NQT, sinh năm 2004, ngụ xã Xuân Hưng, cùng người thân đi bơi ở một hồ bơi thuộc ấp 3, xã Xuân Hưng. Theo camera an ninh ghi lại, trong lúc bơi tại hồ, nam thanh niên ôm phao lao xuống nước. Tuy nhiên, phao bơi bất ngờ vụt khỏi tay. Nam thanh niên không biết bơi nên sau một lúc vùng vẫy đã chìm xuống đáy. Thời điểm vụ việc xảy ra, nhiều người tắm trong hồ nhưng không ai phát hiện ứng cứu. Đến khi mọi người phát hiện đưa lên bờ sơ cứu, nạn nhân đã tử vong. Chuyển sang những tin tức thế giới, một vụ tai nạn kinh hoàng sập cầu vượt Metro mới xảy ra ở thủ đô Mexico. Các toa tàu rơi xuống đường bên dưới, rất nhiều người chết và bị thương. Vụ tai nạn xảy ra tối 3 tháng 5 giờ địa phương, tức sáng 4 tháng 5 giờ Việt Nam, trên tuyến metro số 12 của thủ đô. Thị trưởng thủ đô Mexico City, Claudia Sheinbaum, thông báo 20 người thiệt mạng và một ô tô vẫn còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Một video trên kênh truyền hình địa phương Millennial TV cho thấy, một đoạn cầu vượt cùng một vài toa tàu sập và đè lên ô tô đang chạy trên đường bên dưới. Các video khác trên các kênh truyền hình và mạng xã hội cho thấy nhân viên y tế và lính cứu hỏa đang băng qua những đống đổ nát để tìm người sống sót sau vụ sập cầu. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến metro số 12. Việc xây dựng tuyến này từng bị chỉ trích và cáo buộc có nhiều sai phạm. Một vụ việc khác cũng gây kinh hoàng cho nhiều người. Võ sĩ 27 tuổi Felix Verdejo, từng đại diện Puerto Rico thi đấu ở Olympic London 2012, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 3 tháng 5 giờ địa phương và bị buộc tội đã giết chết người tình Kesha Rodriguez Ortiz đang mang thai. Theo tường thuật của mạng lưới phát sóng truyền hình Mỹ NBC News, cô gái xinh đẹp Kesha Rodriguez Ortiz, 27 tuổi, đã được gia đình báo mất tích từ thứ Năm ngày 29 tháng 4. Sau đó, thi thể của cô trôi dạt vào đầm phá San Jose thuộc thành phố San Juan, Puerto Rico. Khi tử vong, Kesha đã mang thai được vài tuần. Lúc đầu, Felix Verdejo hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến cái chết của người tình. Nhưng sau đó, anh đã nhận tội và khai tất cả hành vi giả mang của mình. Võ sĩ này khai với cảnh sát rằng anh đã bắt cóc Kesha, đánh đập tàn nhẫn, tiêm chất kích thích cho cô, rồi trói tay trói chân bằng dây sắt trước khi buộc vật nặng vào người cô, rồi chở lên cầu ném xuống sông. Cặp đôi trở thành tâm điểm thu hút chú ý của thế giới trong những ngày gần đây. Vợ chồng ông vua phần mềm, tỷ phú Bill Gates đã quyết định đường ai nấy đi. Thông tin này đã làm nhiều người sốc. Họ là một trong những cặp vợ chồng giàu nhất thế giới mới thông báo quyết định ly hôn sau 27 năm chung sống. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục làm việc chung tại tổ chức từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation. Tài sản chung của hai vợ chồng tỷ phú vào khoảng 130 tỷ đô la Mỹ, nhưng chưa rõ họ sẽ phân chia tài sản như thế nào. Tiếp theo sau đây,
đây là một số thông tin thời tiết. Hôm nay người dân cần chú ý thông tin mưa lớn và cảnh báo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hiện có rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên từ đêm 4 tháng 5 đến 5 tháng 5 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Ngày và đêm 5 tháng 5 ở Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp.